Trung Quốc mở rộng lực lượng đổ bộ, thách thức Mỹ ngoài biên giới. Trong một diễn biến mới đây, Trung Quốc vừa hạ thủy các tàu đổ bộ tấn công mới và tăng cường sức mạnh hải quân. Mục tiêu là thể hiện sức mạnh xa bờ, thách thức Mỹ ở ngoài biên giới châu Á. Theo Reuters, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đang thách thức sức mạnh Mỹ xa hơn nữa. Các xưởng đóng tàu đã hạ thủy hai tàu đổ bộ tấn công mới Tiếp 075, tạo nên mũi nhọn cho một lực lượng viễn chinh, tương tự như đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ. Lực lượng mới này của Trung Quốc sẽ tự chủ, có khả năng triển khai đơn độc với các vũ khí hỗ trợ khi tham chiến ở nơi xa hoặc thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Tàu Tiếp 075 với độ choán nước 40.000 tấn là một dạng tàu sân bay cỡ nhỏ, có khả năng chứa tới 900 binh sĩ và đủ không gian cho các thiết bị hạng nặng cùng tàu đổ bộ. Theo nhận định của các chuyên gia từng nghiên cứu ảnh vệ tinh và ảnh chụp các tàu này, ban đầu mẫu tàu mới chứa được 30 trực thăng, sau đó có thể chở nhiều chiến đấu cơ. Nếu Trung Quốc chế tạo được các máy bay cất cánh thẳng đứng và có đường băng ngắn như chiến đấu cơ F-35B của Mỹ, chiếc Tiếp 075 đầu tiên được hạ thủy vào tháng 9 năm 2019 và chiếc thứ hai vào tháng 4 năm 2020, truyền thông quân sự chính thức của Trung Quốc đưa tin, tàu Tiếp 075 thứ 3 đang được đóng, hải quân Trung Quốc có thể đóng 7 con tàu kiểu này hoặc hơn. Các nhà bình luận quân sự Trung Quốc cho hay, các xưởng đóng tàu trong nước đang đóng và hạ thủy tàu đổ bộ nhanh tới mức giống như thả bánh hấp xuống nước, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay gắt. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc là phi pháp. Đáp lại, Trung Quốc nói, lập trường của Mỹ đang làm tăng căng thẳng và xói mòn ổn định của khu vực. Lực lượng đổ bộ của Trung Quốc hiện vẫn tụt sau Mỹ, song tốc độ lớn mạnh của quân đội Trung Quốc đã dần làm dịch chuyển sự cân bằng quyền lực ở châu Á. Trong hai thập niên qua, Trung Quốc đã triển khai nhiều tên lửa và các hạm đội ngầm lẫn trên bề mặt nước. Trung Quốc cũng đang mở rộng lực lượng lính thủy đánh bộ. Trung Quốc hiện có 25.000 tới 35.000 lính thủy đánh bộ đã được huấn luyện và trang bị đầy đủ, có thể đổ bộ và chiến đấu xa bờ. Theo ước tính của Mỹ và Nhật, quân số đã tăng mạnh từ mức 10.000 năm 2017. Theo các nhà phân tích Trung Quốc lẫn phương Tây, các tàu đổ bộ mới và lực lượng lính thủy đánh bộ được huấn luyện đặc biệt là một phần của chiến lược hiện đại hóa nhanh chóng của PLA, giúp thúc đẩy hỏa lực cũng như ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh ra xa biên giới. Liệu rằng Trung Quốc sẽ có thêm những động thái nào trong thời gian tới? Hãy cùng bấm theo dõi kênh YouTube Vietnamnet để nhận những thông tin mới nhất.